Tiếp theo là một sản phẩm mình cũng đã đặt ở trên Lazada. Đây là một cái wireless để bắt wifi cho laptop không thể hỏng modem và dành cho PC. Hiện tại mình đang dùng PC nên mình sẽ phải dùng cái này để mà cấu trúc wifi hàng xóm. Cái này có giá khoảng đâu đó hơn 100 ngàn thôi, 120 mấy ngàn. Nếu mà có cái gắn ở phía trong thì thấy nó khá là bất tiện, khi mà bung cả cái máy ra, bung cả vùng ra rồi mới gắn vào trong có thấy nó kiểu ra. Thế là gọn chỉ bằng cái wireless của cái chuột không dây thôi. Sốp thế này giấy đổi trả này còn giá là 126 ngàn. Siêu nhỏ gọn rồi, cái này là của Xiaomi, cái này vừa thu vừa phát được luôn nha các bạn. Mình sẽ thử găm vào máy và thử wifi xem nào. Trong Xiaomi, mình không phải fan của Xiaomi nhưng mà thấy các sản phẩm của đối tác Xiaomi sản xuất ra khá là ngon, và kể cả cái đồng hồ mình đang dùng này, nó chỉ bằng 1/2 cái USB thôi, đây khá là nhỏ luôn, mở nắp này ra cực nhá, rồi găm vào máy tính, rồi thử nhá. Vâng, đây là phần sau một hồi máy mò khoảng 20 phút thì mình đã găm đây cái phần USB vào đây. Sau khi găm vào đây thì nó đéo có nhận ra cái đéo chứ cả, mà mình phải cài thêm một cái app ở ngoài là Xiaomi Wi-Fi. Nếu bạn có nhu cầu thì mình sẽ để link bên dưới. Cài cái đó vào máy tính, nó sẽ nhận driver, và khi mà máy thùng á cài vào thì nó sẽ hiện lên biểu tượng này, giống như là laptop của mình thì nó sẽ hiện lên một đống như thế này đấy, giống như là laptop thì các bạn chỉ chọn cao và kết nối. Ở đây thì do máy kia là xóm này không bắt được thì bắt phát wifi điện thoại ra thôi, và vào mạng như bình thường thôi, thu wifi này. Mình sẽ thử bài nhạc của Saka Trương Tuyển remix xem như là chạy vào ao rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái modem ra. Đấy, các bạn để ý ở cái phần góc dưới của cái biểu tượng của wifi nhá, ra đấy nó mất và nó đã quay lại giống như là chúng ta phải cắm cái cáp vào mình cũng được. Rồi, khá là ngon lành hành đào với giá khoảng 100 ngàn. Chúc các bạn thành công cài đặt nhé. Và sớm bắt được wifi hàng xóm. Dạ, kết nối lại từ đầu. Rồi, chơi.